Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thằng loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá thức game đầu tiên nha. Sleeper Body Assassin, let's go. Ok, start mission. Leave a gas. Okay, let's go. Hi sauce. Okay. Đây rồi. Quán trang cầm một ba ly. Đây rồi. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, Subway Surfer. Let's go. Thank you.
Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ 3. Hello Slyball. Let's go. Các bạn sẽ phải đi tìm một chiếc chìa khóa màu đỏ, sau đó thì sẽ đột nhập vào dưới căn hầm của chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ đột nhập lên trên mái nhà này nào. Let's go. Đây rồi. Và bây giờ mình sẽ đợi ông ta ngó ở phòng này, sau đó thì mình sẽ đột nhập vào. Và đây là chiếc chìa khóa màu đỏ.
Ok, đã đột nhập vào trong căn hầm của ông ta rồi. Bắt đầu tiến sâu tiếp bên trong. Let's go. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game thứ tư, Sleeper Hollow. Let's go. Update đâu. Ok, đủ tiền update rồi. Wow, vẫn chưa đủ tiền. Skip. Mình sẽ xử lý cô lại. Tiếp tục kiếm tiền tiếp để sau đó update tiếp. Let's go. Được 210. Wow. Let's go. Vẫn chưa đủ tiền. Let's go. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Micros. Siêu nhân. Let's go. Let's go.
Let's go. Chào siêu nhân, ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Base Pack 2, let's go. Ok. Gang của Fresh, Skin Rash, Defend Blue. Tức là đội Blue, đội màu xanh, đối với đội màu đỏ. Mình xây này đi. Đây có bọn anh trai. Rồi bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo, Tank Stars. Ok, 4.800 rồi, sắp được một chiếc xe ngon rồi. Và mình sẽ cố gắng cày tiền để mua full xe tăng trong tựa game này. Tiến lên nào. So let's go.
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Taxi Sim 2020. Let's go. Ok, Castro. Hola. Giờ mình sẽ phải đi đón người dân. Sẽ hóa thân là một anh chàng taxi rất là đẹp trai và hiền hậu. Lên xe nào, let's go. Ok. Fastest route? Rock Radio 89.2. Now for a classic driving tune.
for all you motorheads out there, keep the pedal to the metal. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.